Ngày 23 tháng 4, giám đốc kỹ thuật Graham Hamster của đội bóng Hà Lan cũng đã gặp Văn Hậu để bàn thảo về việc SCA Rabin muốn gia hạn thêm một năm nữa. Bản thân đội bóng Văn Hậu cũng muốn tiếp tục ở lại châu Âu để tìm kiếm cơ hội. Hợp đồng của đội bóng Văn Hậu với SCA Rabin sẽ hết hạn vào tháng 6. Hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam chủ yếu được đá ở đội trẻ, mới được vào sân 4 phút tại Cúp Quốc gia, nhưng vẫn được đội bóng Hà Lan đánh giá rất cao. Dù SCA Rabin đặc biệt ấn tượng với tài năng của đội bóng Văn Hậu khi chơi được cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định đã chính thức thông báo với Ủy ban Nhân dân tỉnh địa phương yêu cầu sẽ có sự phục vụ của khán giả ở trận đấu tại Cúp Quốc gia vào ngày 23 tháng 5 tới, sau khi Dược Nam Hà Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón với câu lạc bộ Ngoại Gia Lai trên sân Thiên Trường.